Xin chào tất cả các bạn, tôi Khôi đây. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhớ nút thập phương giác trên lòng bàn tay. Thì trước hết tìm hiểu về cách nhớ nút thập phương giác trên lòng bàn tay, chúng ta sẽ ôn lại cách bấm nút thập phương giác trên lòng bàn tay. Nó là 60 hoa giáp. Để có 60 hoa giáp thì chúng ta phải ghép, cổ nhân đã ghép là 10 thiên can và 12 địa chi. 10 thiên can đó là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. 12 địa chi đó là tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Bấm trên lòng bàn tay. Trên lòng bàn tay 12 cung chúng ta sử dụng là 4 ngón tay út, áp út, ngón tay giữa và ngón tay trỏ. Và 12 cung là cố định tí này, sửu này, dần này, mão này, thìn này, tỵ này, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Đếm ngược là hợi, tuất, dậu, thân, mùi, ngọ, tỵ, thìn, mão, dần, sửu, tỵ. Hai cung này là cố định nhé. Hai cung cố định bắt đầu từ tỵ này. Thì cổ nhân ghép bắt đầu giáp ghép với tỵ này. Giáp tỵ, ất, sửu này. Bính, dần, đinh, mão, mậu, thìn, kỷ, tỵ, canh, ngọ, tân, mùi, nhâm, thân, quý, dậu, được 10 hoa giáp thứ nhất này. Hãy tiếp tục ghép tiếp giáp tuất, ất, hợi, bính, tý, đinh, sửu, mậu, dần, kỷ, mão, canh, thìn, tân, tỵ, nhâm, ngọ, quý, mùi. Hết 10 hoa giáp tiếp theo. Tiếp tục này, ghép tiếp giáp thân, ất, dậu, bính, tuất, đinh, hợi, mậu, tý, kỷ, sửu, canh, dần, tân, mão, nhâm, thìn, quý, tỵ. Đó là hết 30 hoa giáp đầu tiên. Tiếp tục ghép tiếp là giáp ngọ, ất, mùi, bính, thân, đinh, dậu, mậu, tuất, kỷ, hợi, canh, tý, tân, sửu, nhâm, dần, quý, mão. 40 hoa giáp. Tiếp tục ghép giáp thìn, ất, tỵ, bính, ngọ, đinh, mùi, mậu, thân, kỷ, dậu, canh, tuất, tân, hợi, nhâm, tý, quý, sửu. Là được 50 hoa giáp. Giáp ghép tiếp này, giáp dần, ất, mão, bính, thìn, đinh, tỵ, mậu, ngọ, kỷ, mùi, canh, thân, tân, dậu, nhâm, tuất, quý, hợi. Đó là 60. Bấm 60 hoa giáp trên lòng bàn tay. Bấm 60 hoa giáp trên lòng bàn tay. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách nhớ. 60 hoa giáp thì chia cho 2 là 30. 30 người ta chỉ nhớ 30 này. Nhớ 30 này là giáp tí, ất, sửu. Giáp tí, ất, sửu bây giờ đối ngược lên trên này, đối ngược theo hai cung xung nhau. Đó là giáp ngọ, ất, mùi. Có giáp tí, ất, sửu gì? Hai cung tí và cung sửu xung nhau thì là giáp ngọ, ất, mùi này. Giáp ất, bính, đinh, bính, dần, đinh, mão thì là bính, thân, đinh, dậu, bởi vì dần với thân là xung nhau. Bính, đinh, đế, mậu, kỷ, mậu, thìn, kỷ, tỵ, mậu, thìn, kỷ, tỵ xung với lại thìn ở đây là tuất, là mậu, tuất, kỷ, hợi. Mậu, kỷ là đến canh, tân, canh, ngọ, tân, mùi, thì đây là canh, tý, tân, sửu. Canh tân đến nhâm, quý, nhâm, thân, quý, dậu, thì đây là nhâm, dần, quý, mão. Đấy là thế ta nhớ được 10 hoa giáp đầu tiên thành là 20 hoa giáp. 20 hoa giáp bây giờ tiếp tục ở đây là giáp thìn, ất, tỵ thì là giáp tuất, ất, hợi. Giáp thìn, ất, tỵ là giáp tuất, ất, hợi. Giáp ất, bính, đinh, bính,
Ngọ, Đinh, Mùi. Ở đây là Bính, Tý, Đinh, Sửu này. Bính, Bính Ngọ, Đinh, Mùi là Bính, Tý, Đinh, Sửu. Mậu, Thân, Kỷ, Dậu là Mậu, Dần, Kỷ, Mão này. Canh, Tuất, Tân, Hợi. Canh, Tuất, Tân, Hợi. Xong đến là Canh, Thìn, Tân, Tỵ này. Nhâm, Tý, Quý, Sửu này. Hay Nhâm, Ngọ, Quý, Mùi này. Đó là 40 con giáp rồi. Tiếp tục ra ghép là Giáp, Thân, Ất, Dậu. Thì đây là Giáp, Dần, Ất, Mão này. Giáp, Thân, Ất, Dậu, Giáp, Dần, Ất, Mão. Giáp Ất rồi đến Bính, Tuất, Đinh, Hợi. Bính, Tuất, Đinh, Hợi thì Bính, Thìn, Đinh, Tỵ này. Bính Đinh là Bính Mậu, Kỷ, Mậu Tý, Kỷ Sửu. Thì là Mậu Ngọ, Kỷ Mùi này. Mậu Kỷ rồi đến Canh, Tân. Canh, Dần, Tân, Mão. Thì là Canh, Thân, Tân, Dậu. Canh Tân rồi đến Nhâm, Quý, Nhâm, Thìn, Quý, Tỵ. Thì đến Nhâm, Tuất, Quý, Hợi. Nhâm, Tuất, Quý, Hợi. Đó. Thì chúng ta cứ nhớ theo từng cặp như vậy, thì chúng ta chỉ cần nhớ 30 hoa giáp thì chúng ta sẽ nhớ được 60 hoa giáp theo cách như vậy. Và buổi hôm nay tôi sẽ tạm dừng ở đây. Tôi sẽ chia sẻ những trong những cái chương trình video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.